nay mình không có đi câu cá, mình làm clip mình kéo gió nha mọi người, tay kéo gió nha mọi người. Quá trời cá mọi người. Cái linh không mọi người. Nha mọi người, mình đợi có 3-4 phút gì đó mình kéo lên, cá nó chạy á, mình kéo sớm, sớm giờ mình kéo cũng bộn mọi người. Ở đây là cái bè Tiền Giang mọi người. Đây rộng cá tra nha mọi người. Nước hơi đục, không thấy nha. Đó, mọi người thấy cá trong rộng nó nhảy lên không? Này là cái gió kinh 1 tháng 5 nha mọi người. Chạy nãy giờ cũng nhiều lắm, mình không có quay được cho mọi người xem. Thấy mình thấy chạy nhiều quá mình vậy cầm mình lấy điện thoại của mình quay cho mọi người xem. Đây cái gió mình đây nè. Đó, về kéo. Quá khứ rồi mọi người ơi. Người thấy nhảy không? Hầu có con cá linh hết có biết rồi. Bự quá. Vàng của mình luôn rồi. Mình cho gió để cho nó chuồng cho nó có điện thoại đỡ phá.
cảnh rất là đẹp luôn mọi người. Đây, cảnh quê mình nè, rất là đẹp. Ở đây người ta chủ yếu trồng mít không nha mọi người, mít Thái. Đây, đường này rất là đẹp đúng không mọi người. Sắp tới mình nếu mà có vốn có khả năng mình sẽ mua cái flycam quay toàn cảnh cho mọi người xem, rất là đẹp luôn. Giờ đợi khoảng 5 phút nữa mình kéo luôn rồi. Nhưng mà cái linh không nha mọi người, ngon lắm. Chết mẹ dính gì cái bực kia. Con lên đây thăm em, có mẹ cá không biết. Ngồi đó nó nhảy ngồi đó, không quay ngồi đó. Có 5 phút rồi nha mọi người. Giờ mình kéo lên nha, xem kết quả sẽ ra sao. Lắm rồi. Cái này mới giữ nè. Gió này mới giữ nè. Đó là dám cho cứu tôi nữa. Cứu ra ngu. Nhưng mà quá trời à. Thao luôn rồi. Kéo nó ngang người. Ôi ôi, cá bự. Trời ơi, mè Vinh. Hết có biết, mè Vinh bự. Trời ơi. Cá hú. Cái này là cá hú hả? Cá hú. Đinh nó lên trước đi. Hú hay ba sa gì nè.
sẽ rộng cá nhiều. Giờ anh kéo không rồi? Quá khứ rồi mọi người ơi. Em lên bán luôn. Bán ai? Con gót. Nhiều. Mua 1 ký. Nhưng rồi. Để mình lên mình sẵn mình bán cái cho ông gần nhà luôn, mình căng hướng gió bao nhiêu nha mọi người. Trời ơi nó nhảy không ai. Ít rồi. Năm ký. Năm ký nhỏ quỷ kia 7 ký hả? Trời ơi nhảy ra quá rồi. Hất kìa vừa thôi. Biệt cá này chạy là chỉ có cá linh chạy không, không có lai con nào vô chứ nghe mọi người. Đặc biệt cá linh này vậy đó. Bây giờ cá chạy quá mình mệt quá mọi người ơi. Mình không có nói chuyện gì nhiều hết trơn. Tiếp tục nha mọi người. Cá bay nha mọi người. kêu là cá bay đi. Gió được 8 gram nha mọi người. Bây giờ mình quên căng cho mọi người xem. Cái này mình đi bán cho cái chú nhà hàng đó. Trời ơi. Rồi vô lấy đi. Đầu vô dính con khủng long. Dính khủng long rồi mọi người. Quẹt. Dính khủng long theo lòng thòng. Yeah.
ngựa, cái gì đi ngựa mày vô hôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu xem video của mình nha. Máy à? Mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người, tại điện thoại mình giờ nó hết pin rồi, ụt ụt luôn rồi. Mọi người cho mình một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Hẹn mọi người tại video sau nha.